Dự toán Delta xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn. Ở video tiếp theo hôm nay, em sẽ cùng với mọi người tìm hiểu một số điểm mới của quyết định số 216 QĐ-SXJ của Sở Xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 8 tháng 7 2021 về công bố đơn giá nhân công và giá ca máy xây dựng trong quý 2, quý 3 của quý 1, quý 2 năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Video của em thì xin phép được chia làm hai phần. Phần thứ nhất thì ta sẽ đi tìm hiểu một số điểm mới cần chú ý của quyết định 216. Điểm phần thứ hai đó là ta sẽ áp dụng tải trên phần mềm dự toán ETA để thực hiện việc là lập dự toán thời điểm hiện tại, được không ạ? Đi ngay vào nội dung đầu tiên thì ta sẽ tìm hiểu một số nội dung mới. Thì như anh chị thấy ở trên màn hình đây, đây là quyết định số 216 của Sở Xây dựng Đồng Tháp. Các anh chị có thể thấy là về căn cứ ban hành thì có khác một chút so với các nội dung cũ, đó là nghị định số 10 trước là nghị định 68. Tuy nhiên là do nghị định 10 chưa có hệ thống thông tư hướng dẫn, cho nên là toàn bộ hệ thống thông tư trích dẫn ở dưới đều là các hệ thống thông tư cũ, đó là thông tư 11 này, 15, 02 và các cái tờ trình cũng như là báo cáo của tỉnh Đồng Tháp. Ban hành kèm theo thì sẽ là hai cái phụ lục về việc là về nhân công và ca máy. Quy định về chuyển tiếp thì cũng rất là rõ ràng, anh chị có thể đọc chi tiết ở đây. Còn lát nữa thì ai cần thì em sẽ đính kèm tất cả các cái phần quyết định cũng như là phụ lục ở dưới video, mọi người cần có thể chủ động tải về. Quyết định thì có hiệu lực kể từ ngày ký, ngay lập tức từ ngày ký, tức là ngày 8 tháng 7 năm 2021, và áp dụng cho quý 1 và quý 2 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Đi vào chi tiết về các cái bảng phụ lục thì như em thấy thì có một số cái điểm mới như sau. Đầu tiên là về giá nhân công, thì các anh chị có thể thấy này, ta sẽ đi so sánh từng nhóm nhân công nhé. Đầu tiên là về nhóm 1 thì thấy là bằng nhau, được không ạ? Nhóm 2, nhóm 2 rõ ràng đã có sự thay đổi và tăng lên. Bên trái của em đây là quyết định số 216, còn bên phải của ta là quyết định 40 cũ nhé, giá quyết định 40 cũ. Thì thông tin cho anh chị nào chưa nắm được đó là 40, 100 và thì giá bằng nhau, hai quyết định này giá y hệt nhau, được không ạ? Tiếp theo đến nhóm 3 thì cũng tăng lên so với 40 cũ. Nhóm 4 cũng vậy. Nhóm 5 chúng ta có là cũng tăng, được không ạ? Tiếp theo đến nhóm 6. Nhóm 6 cũng tăng lên. Nhóm 7 đâu ạ? Nhóm 7 đây. Nhóm 7 của ta thì lại giảm, được không ạ? Nhóm 8 thì tăng. Em xin lỗi, nhóm 7 tăng chứ. Đây, bên này cái mới. Rồi, ok. Vậy có nghĩa là gì ạ? Tổng kết lại thì về phụ lục nhân công thì là chỉ có nhóm 1 là giữ nguyên thôi. Tất cả các nhóm ở bao gồm các nhóm tiếp theo 2 3 4 đến 11 đều tăng so với cơ sở cũ của năm 2020. Ở đây là em đang làm một cái phép so sánh giữa cái công bố nhân công của 2021, tức là quyết định 216, với cái công bố giá nhân công của quyết định 40. Chính là quyết định nhân công của 2020, để các chị thấy được cái tổng quan. Vậy có nghĩa là gì ạ? Về cơ bản là giá nhân công của ta sẽ tăng lên, được chưa? Cái tiếp theo là về ca máy đi ạ. Ca máy thế thì mình sẽ quan tâm đến cái phần cơ sở tính toán ca máy, thì các chị có thể thấy quan sát ở đây. Đầu tiên là về 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 em sẽ cho to lên để mọi người dễ nhìn nhé. Đầu tiên là về chi phí tiền lương. Chi phí tiền lương thì sẽ được tính theo đây, thì không nói rõ là lấy theo quyết định nào, nhưng mà chỉ nói là lấy theo nào nào cách cách tính theo thông tư 15 thôi, được không ạ? Tuy nhiên là ta tuy là vì là được ban hành trong cùng một quyết định nên ta hiểu ngầm với nhau là gì ạ? Là cái giá nhân công này, giá nhân công thợ lái sẽ được lấy theo cái phụ lục của phần nhân công, có nghĩa là chung mô hình chung là gì ạ? Là tăng lên. Là sao ạ? Vì ca máy là sẽ được dùng nhân công nhóm 8, nhóm 9 và nhóm 10. Được chưa? Thì đó là cái nội dung đầu tiên là về thợ lái máy. Các nội dung thứ hai đó là về giá nhiên liệu dùng để tính toán, thì anh chị thấy đây giá điện là sẽ bằng nhau này, đã như cũ này. Giá xăng và giá diesel là tăng đáng kể so với quy định cũ. Đó là một số cái điểm mới mà mọi người có thể quan tâm. Còn những cái điểm mà nó vẫn tương đương nhau đó là gì ạ? Là thành phố, em xin lỗi, tỉnh Đồng Tháp thì vẫn chia làm hai vùng thôi. Vùng 3 thì bao gồm là thành phố Cao Lãnh, Sa Đéc và Hồng Ngự.
Ở vùng 4 thì bao gồm các địa bàn còn lại. Đó, và kèm theo thì cũng là phụ lục ban hành chi tiết tất cả các cái nội dung ca máy của tỉnh Đồng Tháp, từng được chia đầy đủ theo từng chương mục. Đó, mọi người có thể tham khảo ở đây. Thì như đã nói ở trên thì toàn bộ các cái phần dữ liệu này bao gồm là quyết định này. Đó, và các cái phần phụ lục thì em sẽ đính kèm ở phần mô tả của video. Anh chị nào cần có thể tải về để tham khảo, hoặc có thể liên hệ trực tiếp với ETA, cụ thể là em theo số điện thoại là Mr. Trịnh, số 0916 946 336. Em sẽ chia sẻ cho mọi người để mọi người cùng 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 tham khảo sử dụng, được không ạ? Thì đó là một số cái em cho là một số cái mới mọi người cần chú ý quan tâm trong quá trình mình làm. Tất nhiên là tất cả những cái dữ liệu này phần mềm beta đã cập nhật vào trong phần mềm rồi. Tuy nhiên là mình cũng phải gì ạ? Em cũng mong muốn là đưa ra một số cái điểm mới, một số cái điểm khác so với các cái phần giá nhân công cũng như cái máy cũ để mọi người nắm được cái cơ bản, để khi mà giải trình hay là trong cái gì áp dụng thì mình nắm được cái nguyên tắc cơ bản thì mình bao giờ cũng 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 dễ dàng hơn trong cái gì sử dụng, đúng không ạ? Đi ngay vào nội dung tiếp theo của video của em, đó là hướng dẫn áp dụng trên phần mềm dự toán data. Thì như đã thông tin ở trên thì phần mềm Meta đã cập nhật đầy đủ tất cả các nội dung của hai cái nội dung của quyết định 216. Mọi người hoàn toàn có thể tải áp dụng ngay trên dự toán Meta mà không cần phải tra theo các cái phần bản cứng này để điền vào phần mềm. Thế thì để thực hiện được việc trên dự toán Meta thì ta thực hiện như sau. Đầu tiên đó là tất nhiên rồi, chúng ta phải cài dự toán Meta ở trên máy đã, được không ạ? Với anh chị nào đã dùng bản quyền ETA hoặc là có ETA rồi thì vui lòng mở phần mềm lên. Còn anh chị nào mà chưa có ETA thì có thể vào phần trợ giúp, vào phần website của chúng tôi, đó là dự toán eta.vn. Ở trên này chúng tôi có để các cái phần bộ cài trong phần tải về, hoặc có thể điền form điền dùng thử miễn phí để tải bộ cài về cài đặt trên máy tính để sử dụng, được không ạ? Sau khi cài đặt được thì vui lòng mở phần mềm lên như ở trên màn hình của em đây. Cái bước đầu tiên đó là ta phải chọn về tỉnh Đồng Tháp, được không ạ? Anh chị nào chưa tải Đồng Tháp thì có thể vào tải đơn giá, chọn đến tỉnh Đồng Tháp để tải về. Ở đây thì em đã tải rồi, được không ạ? Bước thứ hai, sau khi chọn tỉnh Đồng Tháp thì ta sẽ gì ạ? Đó, phần mềm sẽ hiện lên một cái bảng để chọn đơn giá. Thì ở đây vui lòng tích chọn những cái phần đơn giá cần thiết. Ở đây chúng ta đang làm theo định mức 10 cho nên là anh chị chọn tất cả các cái file định mức 10 2019 giúp em nhé. Vui lòng không chọn các phần đơn giá cũ để khỏi lẫn dữ liệu. Trong trường hợp đặc biệt mà các anh chị chọn mà muốn làm theo phần đơn giá cũ thì mới chọn nhé. Được chưa? Thì đó là cái lưu ý. Chọn xong thì ta chọn sử dụng đơn giá. Hoặc các anh chị nào đã chọn sẵn Đồng Tháp rồi thì vào phần chọn đơn giá ở đây để rà soát và xem những cái đơn giá mình chọn đã đầy đủ và chính xác chưa. Được không ạ? Cái bước tiếp theo, ta sẽ tiến hành tra cứu mã số công việc. Đó, được không ạ? Ở đây ta có thể tra theo tên hoặc tra theo mã. Thì tra theo mã thì đơn giản rồi, nó sẽ là một cái các cái mã hiệu các anh chị có sẵn ở trên phần dự toán đấy, AG, AI, AF, AK. Mọi người có thể điền trực tiếp vào đây, gõ trực tiếp vào đây thì phần mềm nó sẽ tìm ra cho mình những cái mã phù hợp. Còn với sự điều kiện là các anh chị mọi người chưa biết mã hoặc là không nhớ được mã thì có thể tìm theo tên. ETA hỗ trợ tìm theo tên cụ thể như sau. Đầu tiên là ta sẽ gõ các công việc liên quan quan tâm đến cái từ khóa của mình. Ví dụ như là em quan tâm đến công việc bê tông. Tuy nhiên là anh mọi người có thể thấy ngay này, cái bê tông nó là một cái trường tìm kiếm rất là nhiều. Không thể ngồi mà tìm cái này thì rất mất thời gian. Đấy. Thế thì sau khi gõ được từ bê tông thì ta sẽ gõ thêm những cái từ khóa liên quan. Ví dụ như là em quan tâm đến công tác Mark 200 thôi. À, thì hoàn toàn có thể gõ thêm những M200 để làm sao ạ? Bỏ bớt những cái ông không phải Mark 200 đi, mình sẽ dễ. Tiếp theo là ví dụ như là mình sẽ liên quan đến đồ thủ công, được không ạ? Thì mọi người gõ tiếp cho em là đồ thủ công, được không ạ? À, thì cứ như vậy những cái từ khóa mọi người thêm vào thì phần mềm sẽ tìm ra cho mình những cái công việc nó phù hợp. Ví dụ đã thêm cái đá 24 đi, được không ạ? Thế hoàn toàn dần dần thì cái list lựa chọn của mình còn rất là ít thôi. Anh chị phù hợp công tác nào thì tích chọn và chọn vào, được không ạ? Song song với việc vào mã thì chúng ta sẽ vào khối lượng. Cái phần này thì em sẽ phép hướng rất nhanh bởi vì là rất nhiều anh chị đã dùng quen trên data rồi. Vào khối lượng thì
có hai cách. Một là vào tổng như thế này, hai là vào diễn giải ở dưới chân công tác. Thì cả hai cách đều 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 thực hiện rất là tốt trên đây ta. Đó. Anh chị dùng cách nào thì vui lòng lựa chọn để vào cái khối lượng cho công việc. Vào khối lượng công việc xong, đó, thì phần mềm sẽ tra ra công việc này. Đó, tương ứng với mỗi công việc thì sẽ có cửa sổ định mức ở đây, đúng không ạ? Hoàn thành xong tiên lượng thì ta sẽ sang phần vật liệu này. Đó. Vật liệu ở đây thì ta sẽ điều chỉnh giá vật liệu sao cho phù hợp nhé, được không ạ? Ở đây là giá gợi ý của bên ETA thôi, do là Sở Đồng Tháp chưa ban hành cái bộ đơn giá và cho nên là giá này là giá ETA lấy theo cái phần đơn giá cũ để gợi ý cho mọi người làm cái cơ sở. Một số cái vật tư nó không chủ yếu thì mọi người có thể điều chỉnh lại, được không ạ? Ở đây thì các anh chị điều chỉnh cái giá thông báo, tức là cái giá tại 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 mong muốn áp cho công trình của mình đấy ạ, tại cái cột giá TB. Ở đây thì phần mềm Meta cũng có cập nhật cái công bố giá ở đây, đúng không ạ? Ví dụ như là đấy, ví dụ như là các cái nội dung về mới nhất là ở thời điểm hiện tại đó là Đồng Tháp có công bố số 1203 ngày 8 tháng 7 của Sở Xây dựng, mọi người có thể tải về này, và áp dụng phục vụ cho cái công việc của mình. Được chưa? Ở đây thì có một tính năng mới của ETA, đó là khi mà tải về mọi người có thể xem chi tiết này, với một xem chi tiết nó sẽ link ra cái bài viết hướng dẫn về áp dụng giá vật liệu, và ở đây cũng có đính kèm cái file công bố giá vật liệu luôn. Thì cái này phục vụ cho một số anh chị mà muốn tìm cái file cứng đấy, mọi người có thể dùng luôn cái tính năng này, rất là thuận tiện. Không, nếu không thì mọi người có thể chọn luôn lắp giá ở trên phần mềm thì hoàn toàn sẽ lắp cái giá vào đây cho mọi người, được không ạ? Tương tự như vật liệu thì sang nhân công ta cũng áp giá theo cái công bố giá của Sở Xây dựng. Như ở trên có trình bày đó là theo quyết định 216. Ở đây thì chia làm hai vùng, vùng 3 và vùng 4, mọi người làm theo vùng nào thì áp dụng. Ở đây thì ta ở đây em xin phép làm một công trình theo vùng 3 nhé. Vùng 3 ta sẽ áp dụng vùng 3 này. Đó, thì lập tức giá sẽ đưa vào đây. Tương tự như thế với máy thi công, ta cũng chuột phải này, chọn lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu này và chọn quyết định 216. Đó, được chưa? Chọn quyết định 216. Vùng 3 hay vùng 4 thì tùy cái điều kiện của mình. Ở đây thì ta đang làm công trình vùng 3 cho nên ta sẽ áp vùng 3. Thì anh chị có thể thấy luôn này, về mặt mặt bằng chung thì giá nó sẽ tăng. Nguyên nhân là sao ạ? Cái giá gốc này này là chúng em đang lấy theo gợi ý theo quyết định 40 cũ. Đó, cho nên là khi mà áp dụng theo cái 216 thì nó sẽ tăng lên cả về nhân công cả về ca máy. Thì mọi người chú ý nội dung này. Chi tiết hơn một chút về phần ca máy, đó là khi mà áp dụng xong cái phần 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 214 này, phần 216 này là chưa ta chưa xong nhá. Ta chưa xong đâu ạ. Ở đây thì ta cần tính bù giá. Sở dĩ tại sao bù giá? Quay lại một chút về cái phụ lục ca máy thì các anh chị có thể thấy này. Cái quyết định 216 được xây dựng trên cái cơ sở nhiên liệu thế này. Đây, cơ sở nhiên liệu này anh chị thấy luôn. Khi mà làm ấy, nếu mà cái nhiên liệu của anh chị mua vào hoặc là áp cho công trình nó không cùng cái giá này thì chúng ta cần bù giá, bù giá chênh lệch giữa cái nhiên liệu của mình nhé với cái mức nhiên liệu này. Ví dụ như thời điểm hiện tại là giá xăng đã lên đến VAT nên là đã 20.000 rồi, chưa VAT khoảng 18.000, thì rõ ràng ta cần được bù cái khoảng đó lên. Đấy, thì trên phần mềm ta sẽ thực hiện như sau. Sau khi áp giá của 216 ta sẽ tích vào bù giá này. Đấy, chọn bù giá ca máy này, được không ạ? Ở phần này thì do là phần nhận mình đã tích chọn vùng rồi cho nên là phần bù nhân công là không cần thiết, đúng không ạ? Đó, ta sẽ chọn là chuột phải này, chọn bảng giá nhiên liệu này. Ở đây thì phần giá gốc các anh chị sẽ điền theo quyết định 216. Đó, điền theo quyết định 216. Đó, giá điện sẽ là 1864,44, 1864,44. Xăng sẽ là gì ạ? Là 1675, 1675. Diesel là 13427. Đó, cập nhật này. Đó, còn cái phần giá hiện trường này có thể sử dụng luôn cái giá của ngày 12 tháng 7. Đó, chọn áp dụng luôn. À, em xin lỗi. Đồng Tháp thì là khu vực 2. Đó.
Được chưa? Thì phần, lần tức phần mềm nó sẽ tính toán bù trừ cho mình. Ở đây thì tất cả các máy đều dùng điện cho nên là nó không có chênh lệch. Nếu mà có máy nào dùng diesel hoặc dầu thì rõ ràng nó sẽ có sự chênh lệch ngay. Thì cách thức làm thì các anh chị chú ý như vậy. Về mặt cơ bản thì sẽ là gì ạ? Sau khi add 216 xong, ta cần phải bù thêm nhiên liệu. Anh chị chú ý hộ em nội dung đó. Tiếp theo sang bảng tổng hợp kinh phí hạng mục. Ở đây mọi người chọn giúp em mẫu thông tư 02 trực tiếp. Thông tư 02 trực tiếp. Tiếp theo sẽ vào phần hệ số chi phí xây lắp. Chọn loại công trình. Được không ạ? Rõ ràng đây là thông tư 09 rồi và chọn loại công trình. Ở đây em sẽ chọn loại công trình là công trình giao thông đi. Chọn. Sau đó thì phân tích công trình một lần. Sau khi phân tích công trình thì phần mềm nó sẽ chạy loát dữ liệu và đưa được cái giá trị GXD cuối cùng của cái hạng mục này. Trong quá trình thực tế các anh chị làm thì nếu mà còn các hạng mục tiếp theo thì có thể chuột phải này, chọn thêm hạng mục để tiếp tục làm hoặc là chuyển sang làm tổng mức đầu tư nếu như mà đã hoàn thiện và cái công trình của mình lớn cần phải làm tổng mức đầu tư. Đó. Ở đây bảng tổng mức đầu tư này hay mọi người cũng gọi còn gọi là bảng tổng hợp kinh phí. Ta sẽ chọn loại cũng tương tự, ta sẽ chọn loại công trình này. Bước thiết kế và cấp công trình để phần mềm nó chọn nội suy tất cả các chi phí cho mình, được không ạ? Bước cuối cùng là sẽ tiến hành là xuất được Excel. Đây, có biểu tượng xuất Excel này và ở đây ta sẽ xuất được Excel. Thì rất là nhanh chóng thôi. Chúng ta đã cùng nhau là áp dụng cái quyết định 216 vào việc lập dự toán trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ở thời điểm hiện tại. Trong quá trình áp dụng thực tế thì dứt khoát là cái công việc của anh chị nó nhiều hơn cho nên cái thời lượng cần bỏ ra để thực hiện cái này nó sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên là các cái bước nó cũng tương tự thôi. Thì em xin phép tổng kết lại nhanh một chút này. Đầu tiên là gì ạ? Tra công việc ở Tiên Lượng này. Chú ý trước khi đó thì phải chọn Đồng Tháp đầy đủ, được không ạ? Sau đó thì sẽ điều chỉnh giá vật liệu này, điều chỉnh giá vật liệu này, điều chỉnh giá nhân công này, điều chỉnh giá máy thi công và chọn bảng tổng hợp kinh phí phù hợp cũng như là hệ số chi phí xây lắp cho phù hợp. Đó. Bước cuối cùng là ta sẽ lưu file và xuất Excel. Đó, thì nó là các cái bước cơ bản các anh chị cần nắm được khi mà áp dụng trên đề tài. Thì trên đây em đã hướng dẫn mọi người là áp dụng cái quyết định 216 trên phần mềm Meta để lập dự toán thời điểm hiện tại. Rất mong là hữu ích với các anh chị. Trong quá trình áp dụng, nếu có gì vướng mắc, vui lòng liên hệ lại với chúng tôi để được trợ giúp theo hotline là 0916 946 336 hoặc là 0243 990 8038. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong các video hướng dẫn lần sau. Xin cảm ơn.